và tôi có chia sẻ một cái meme với các bạn ngày hôm qua đó nền kinh tế hoạt động như thế nào à, thì các bạn thấy được là nền kinh tế hoạt động như thế này Fed giảm lãi suất kinh tế yếu rồi tới đó đó họ sẽ phải thả lỏng tiền tệ để mà kích thích nền kinh tế dẫn đến là lạm phát cao rồi chúng ta sẽ thấy là Fed lại tăng lãi suất để mà quản lý lạm phát dẫn đến là nền kinh tế đó sẽ chậm lại và họ hy vọng là hạ cánh mềm nhưng mà kết quả thì các bạn thì là sẽ dẫn đến suy thoái tài chính rồi khi mà có suy thoái tài chính rồi đó họ lại phải giảm lãi suất để mà kích thích nền kinh tế nhưng mà nền kinh tế vẫn yếu thì họ lại phải thả lỏng tiền tệ nhưng mà hỏi thuận là thả lỏng tiền tệ là gì thả lỏng tiền tệ có nghĩa là họ sẽ giữ lãi suất mức thấp phép bơm tiền vào trong thị trường sẽ có cái hiệu ứng là sẽ kích thích nền kinh tế khi mà những công ty họ vay mượn mức thấp và phép sẵn sàng mua trái phiếu của họ thì nhìn cái meme này như bạn cảm thấy là mắc cười nhưng mà thật ra đó nó cũng không có thật sự là khác sự thật bao nhiêu đâu các bạn càng ngày thường cảm thấy là càng nhiều người hiểu hơn về cách nền kinh tế vận hành và nhiều người càng hiểu hơn đó là cái cách nền kinh tế vận hành những người đến sau đó mãi mãi sẽ là người đi sau giống như là các bạn đi chơi cờ tỷ phú thì khi mà các bạn bắt đầu chơi cờ tỷ phú mà mọi người đã chơi một thời gian rồi họ đã xây nhà trên những cái ô du này thì các bạn chỉ có thể đến mà trả tiền mà thôi và cuối cùng ra người giàu sẽ mãi mãi giàu hơn và giàu hơn chứ bạn được là chúng ta không có cái cơ hội để có thể thay đổi cuộc sống của mình để có thể trở thành một trong những người thành công và có tiền mọi người sẽ từ từ cảm thấy như vậy cho nên mọi người lúc nào cũng đi tìm kiếm một cái gì đó để có thể là cải tiến họ sẽ không muốn chơi bàn cờ này nữa mà họ muốn có một bàn cờ khác để họ có thể gây dựng được tài sản của họ và lúc nào cũng vậy các bạn đó là lý do tại sao mà các bạn thấy là trước đây, đây chúng ta thấy à, những người giàu hồi xưa là họ giàu tại vì họ bắt đầu là mở công xưởng như là các bạn thấy là Johnny Rockefeller À, là, là một trong những người mà có thể nhiều bạn đã biết rồi. Đây là một trong những tài việc liên quan tới giàu hồi xưa là những người rất giàu các bạn. Andrew Carnegie trước đây là American steel các bạn là một trong những cái công xưởng sản xuất thép để dùng xây dựng dùng để bán cho những công ty khác. Nếu như mà thế giới không thay đổi đó, cuộc chơi vẫn như vậy vẫn là bàn cờ Monopoly này à, cờ tỷ phú này thì những người này và những thế hệ sau của họ vẫn mãi mãi là những người mà giàu có nhất trên thế giới nhưng mà thật ra không phải như vậy các bạn đương nhiên có thể là những người thân của họ vẫn đang rất là giàu nhưng mà các bạn thấy được là mọi thứ lại thay đổi giống như chúng ta thấy được là có rất là nhiều những chủ ngân hàng forward là những người giàu ở trong cái thời gian mấy chục năm qua chúng ta có những người như là JP Morgan trở thành người giàu có và có quyền lực lãnh đạo ngành ngân hàng và ngành ngân hàng lại trở thành cái ngành mà mang đến lợi nhuận dẫn đến nhiều người giàu có hơn các bạn hiểu được là JP Morgan đã không có mở công ty sản xuất như những người như là Andrew Carnegie hay là Johnny Rockefeller mà lại đi gây dựng một cái bàn cờ khác để có thể tạo ra sự nghiệp cho riêng mình và có một điều có thể nhiều bạn không có biết các bạn có biết là cờ tỷ phú đó cái logo có cái hình của cái người đội nón này đó là đến từ đâu không đó chính là đến từ JP Morgan đó các bạn cũng giống như là nếu như mà thế giới không thay đổi đó thì chúng ta cũng sẽ mãi mãi thấy những người này và những con cháu sau này của họ lại là những người giàu có, họ đương nhiên có thể vẫn giàu có nhưng mà các bạn thấy được là tới năm 1995 chúng ta thấy là một nhóm khác lại nổi lên, đó chính là cái nhóm người gây dựng internet các bạn, họ đã không muốn tiếp tục chơi bàn cờ này nữa và họ muốn tự gây dựng ra một cái bàn cờ mới, một cái thế giới mới cho riêng của họ để họ có thể trở thành những người thành công chứ nếu không họ sẽ mãi mãi là người đi sau và internet là một cái gì đó đã khiến cho nhiều thế hệ mới trở nên giàu có và mãi tới bây giờ luôn các bạn chúng ta có những công ty google amazon các bạn thấy được là những công ty mà có tỷ phú đứng đầu trên thế giới hiện bây giờ và cũng tương tự như vậy thường cảm thấy là những người hiện bây giờ nhất là những bạn trẻ đó thì lại muốn tìm hiểu một cái gì đó để có thể tự gậy dừng một bàn cờ riêng cho mình, chứ không muốn tiếp tục chơi theo bàn cờ cũ nữa. Và Thuận thì có đồng tin, đó chính là tiền điện tử các bạn đây là một kỷ nguyên mới đã mở ra rồi và chúng ta có thể thấy khi nói tới tiền điện tử đó thì chúng ta nói chung chung có thể là tiền điện tử à, đến từ quốc gia có thể là bitcoin có thể là crypto nói chung nhưng mà thật ra đó giá trị của btc ngày lại càng được khẳng định các bạn và một trong những dẫn chứng thuyết phục nhất là btc có giá trị và càng ngày càng đứng vững và càng ngày càng được quan tâm hơn đó chính là cái số lượng người có quyền có tiền tấn công BTC ngày lại càng nhiều hơn các bạn Đây là một dẫn chứng rất là tốt đó chính là BTC thật sự là một cái gì đó có giá trị cho nên họ mới lo sợ như vậy và thường sẽ cho các bạn xem một cái video ngắn khoảng chừng 48 giây mà thôi và cái người mà sẽ nói chuyện đó trên màn hình đây chính là Hillary Clinton như bạn cũng đã biết rồi thì thường sẽ không nói về cái phương diện chính trị nhưng mà thường sẽ cho các bạn nghe một cái clip ngắn này rồi thường sẽ giải thích một vài điều các bạn cần nên chú ý đến And then one more area that I hope nation states start paying greater attention to is the rise of cryptocurrency. Because what looks like uh, a very interesting and, and somewhat exotic uh, effort to uh, literally mine uh, new coins in order to trade with them has the potential for undermining uh, currencies, for undermining the uh, uh, role of the dollar as the reserve currency for destabilizing nations perhaps starting with small ones but going much larger so when we think about this new environment in which we find ourselves that we've been discussing for the last uh, some minutes um, we can't just think about nation state and then <laughs> những người mà nói BDC không có giá trị gì hết Những chính trị gia mà nói BDC thật sự là không có giá trị nội tại Không là gì hết, chỉ là một bong bóng bơm thổi, chỉ là một trò chơi mai rủi Nhưng mà mặt khác đó thì đó là nhưng mà BTC lại có khả năng Giống như các bạn vừa nghe nói từ Hillary Clinton BDC có khả năng để có thể lật đổ đồng đô la một mặt thì nói là BDC không có giá trị gì hết tại trò may rủi mà mặt khác đó BDC có khả năng lật đổ đồng đô la các bạn cho nên các bạn đã thấy được cái sự mâu thuẫn ở đây rồi càng nhiều người như vậy thì càng cho chúng ta thấy được là btc là một cái gì đó thật sự là có giá trị Thật sự là có nhiều tiềm năng cho nên những người này họ mới lo sợ như vậy. Và Thuận có chia sẻ một cái bài nhắn với các bạn khi mà Thuận thấy được ở trên Twitter đó có một số người chia sẻ một cái bài báo cũng đã cũ rồi các bạn. Bài báo này xuất bản vào năm 2000 nói là internet chỉ là một cái trò chơi mà thôi và mọi người uh, sau khi mà thấy công ty thì nó sụp đổ đó thì không còn quan tâm nữa. Thì Thuận cũng chia sẻ một cái bài để Thuận đọc cho các bạn nghe. Good morning các bạn. Các bạn có biết là năm 1999, nhiều người nghĩ internet chỉ là một trò chơi, không thể dùng internet để đọc báo truyền thống, không thể dùng email để thay thế máy fax, không thể mua đồ trên mạng, xem TV online họ nghĩ Internet là một nơi mà có nhiều lừa đảo và nhiều người xấu ẩn nấp trong các chat group. Trên căn bản đó thì mọi người không dám tin là thế giới sẽ thay đổi cho đến khi nó đã thay đổi và sẽ luôn thay đổi. Và họ bị những tư tưởng như là đừng so sánh email với máy fax, đừng so sánh mua đồ trên mạng với vào tiệm để mua, vân vân Vì họ nghĩ đó những cái đó là những cái so sánh khập khiển. Cũng như là người ta nói tới BTC và crypto ngày hôm nay. So sánh có cặp khiển hay không đó thì tùy theo bạn so sánh vì mục đích gì cái gì tiện lợi mang đến lợi ích thì sẽ được chấp nhận Có thể là chụp hình bằng điện thoại sẽ không bao giờ như là tấm hình in ra trên tay bạn Nhưng mà hình chụp bằng điện thoại có thể được lan tỏa nhanh hơn Từ trước tới giờ đó phiên bản điện tử luôn thay thế phiên bản trước đó Như là điện thoại di động, thay thế điện thoại bàn, chụp ảnh điện tử, thay thế ảnh truyền thống, đọc báo online, shopping online vân vân Tiền điện tử cũng sẽ thay đổi nhiều thứ, những năm tới đây sẽ là những năm đầy sôi động I am ready, are you? Đây là một chút xíu tâm sự về đầu tư crypto mà Thùng muốn gửi đến cho các bạn. Chúng ta ở trong thị trường này, các bạn theo dõi Thuận bao nhiêu năm qua thì đương nhiên lòng tin của bạn về thị trường này đó rất là lớn. Nếu như không đó thì trong vòng 6 năm qua đã có những cái thời điểm cực kỳ chán nản thì có thể là các bạn đã rời khỏi rồi. Các bạn còn ở đây đương nhiên lòng tin là có. Nhưng mà dù sao đi nữa đó, đây vẫn là một thị trường đang hình thành các bạn chỉ mới có là 13 năm mà thôi. Thì vẫn đang được hình thành và đương nhiên giá cả rất là dao động Và có rất là nhiều những cái khái niệm thường cảm thấy được Đây là một cái thuyết thường đăng à, Không phải là để cho vui đâu các bạn Thường muốn nói là nếu như mà chúng ta nghĩ đến là tăng từ 15.000 tới 30.000 là bull trap Thì giảm từ 15.000 về 0 đô la có thể gọi là bear trap hay là không Ý thường muốn nói đây đó là nhiều khi chúng ta đã quá chú tâm đến bull trap, bear trap Thậm chí là nhiều bạn đã rất là chú tâm tới là chút non hay là chút già Thật ra cái các bạn quan tâm nhiều hơn đó, nên là các bạn đang lời hay là lỗ Nếu như mà các bạn đang lời 2x thì có nghĩa là các bạn lời hai lần Giá hiện tại của đồng đó là bao nhiêu cũng không quan trọng Giống như là các bạn nếu như mà mua từ 15.000 bây giờ là 30.000 đô la Thì coi như các bạn lời hai lần Cũng như là một người mua từ 30.000 mà khi mà giá BDC tới 60.000 thì họ cũng lời hai lần mà thôi cũng giống nhau hết các bạn. Cho nên nhiều khi đó có một người nào đó nói là các bạn mua từ 15.000 rồi các bạn chốt lời 30.000, thì có thể các bạn chốt lời non nhưng mà thật ra một người đó cũng có thể là mua giá hiện bây giờ, họ chờ mãi cho đến 60.000 họ mới chốt lời, thì cũng như nhau vẫn là hai lần. Nhiều khi chúng ta quá quan trọng những khái niệm như là bull trap, bear trap, chốt non, chốt già mà chúng ta quên đi là đầu tư đó thì ngoại trừ việc là các bạn có lợi nhuận ra đó điều quan trọng hơn hết là các bạn cần phải bảo tồn vốn hóa của mình và thị trường này rất là dao động Nhưng mà nào mà theo thị trường một năm thôi các bạn đã biết là không ai biết thị trường sẽ lên hay xuống trong thời ngắn hạn hết mọi người chỉ có thể đưa ra nhận định về những gì đang xảy ra và đưa ra một cái chiến lược có thể thứ nhất là giảm thiểu rủi ro nếu như mà cái nhận định đó là sai và thứ hai có thể cho các bạn có lời nếu như nhận định đó là đúng cho nên một trong những chiến lược mà thường thường hay chia sẻ với các bạn đó không gì khác hơn đó chính là trung bình giá các bạn và như Đồng thường chưa chia sẻ đó, nhiều bạn đã quá quan tâm đến là chúng ta đang trong bull trap bear trap chút non chút dạ mà điều mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn là thời gian chúng ta còn để mà trung bình giá là bao nhiêu lâu như là thường đã chia sẻ với các bạn đó khoảng chừng là ngày 21 tháng 12 của năm ngoái thì thùng đã chia sẻ lúc đó là ngày mai thường sẽ trở lại công ty và đây là thời điểm thường cực kỳ tập trung kiếm nhiều tiền nhất có thể cắt bớt chi tiêu cố gắng tiết kiệm để tích lũy crypto và cổ phiếu mỗi người đều có mỗi quan điểm nhưng mà thùng nghĩ đó chúng ta có thể chỉ còn một năm downtrend để mà dca nếu may mắn đó, thì là 2 năm và tới bây giờ đó không biết là thuộc có may mắn hay không các bạn tại vì chúng ta chỉ mới bước vào tháng tư thôi thì giá cũng đã có một sự tăng trưởng là 80 phần trăm từ cái mức đầu năm tới bây giờ rồi khủng hoảng com năm 2000 thôi còn quá nhỏ khủng hoảng tín dụng năm 2008 đó thì thường chi vừa mới đi làm mà thôi không có khả năng để mà đầu tư nếu lần này mà thường không nắm được cơ hội thì sẽ phải chờ lâu lắm và sẽ mãi không tha thứ cho bản thân mình đây là điều thường đã chia sẻ với các bạn cách đây hơn 4 tháng và đương nhiên như bạn đã biết là nhiều tháng trước đó thường đã tập trung dca chỉ là tập trung hơn sau khi mà có cái chia sẻ này mà thôi và dca vẫn là chiến lược mà thường theo đuổi bao nhiêu năm qua như bạn à, theo dõi kênh thì cũng đã nghe thường chia sẻ nhiều về trung bình giá rồi và đương nhiên đây chỉ là một trong những chiến lược mà thôi nhiều bạn sẽ có nhiều chiến lược khác nhau à, và nhiều khi các bạn trung bình giá nhưng mà cũng có những phiên bản trung bình giá khác nhau hơn là cái cách mà thuận làm thì cũng được thôi thường muốn chia sẻ cái cách đơn giản nhất với các bạn rồi mỗi bạn sẽ có thể từ đó đưa ra một cái chiến lược trung bình giá phù hợp với mình hơn và Thay vì thường có chia sẻ lý thuyết trung bình giá thì các bạn đã biết là bắt đầu từ tháng 4 của năm ngoái đó thường đã gây dựng một cái account demo à, để cùng nhau trung bình giá với các bạn à, mỗi tuần vào BTC và Ethereum thường chúng ta sẽ trung bình giá vào ngày chủ nhật nhưng mà hôm nay thường có một chút thời gian cho nên thường sẽ dành thời gian ngày hôm nay để mà trung bình giá với các bạn và các bạn đã nhớ là đây là cao được thường nhắc lại là chúng ta đã bắt đầu trung bình giá 100 đô Ether và 100 đô Bitcoin mỗi một tuần từ năm ngoái tới bây giờ và chúng ta bắt đầu từ cái mức rất là cao các bạn các bạn đã nhớ đó là chúng ta bắt đầu trung bình giá từ ngày 4 tháng 4 của năm ngoái lúc đó BTC là 46.600 đô và Ethereum là 3.514 đô thời điểm đó đó là cái lần đầu tiên chúng ta trung bình giá thôi nhắc lại những cái thông tin này hàng tuần đó là để các bạn đừng quên chúng ta chung bình giá tới mức nào và hiệu ứng trung bình giá ra sao chúng ta chỉ mới chung bình giá một năm thôi thì kết quả đã có rồi các bạn thấy ra mức bây giờ so với cái mức chúng ta bắt đầu trung bình giá thì vẫn cách rất là xa 46.000 đô so với bây giờ BTC chỉ có 3.000 mà thôi và Ethereum cách mức bây giờ cũng rất là xa nhưng mà chúng ta vẫn đang có lời là 35% và thậm chí chúng ta đã có lời một thời gian rồi. Đây là kết quả của trung bình giá đó các bạn. Đương nhiên trung bình giá càng lâu thì kết quả nó sẽ càng tốt. Chúng ta chưa có trở về đỉnh cũ nữa mà chúng ta đã có lời 35% khi mà mùa bullrun thực sự bắt đầu thì các bạn có thể thấy được là phần trăm này nó sẽ đi đến đâu. Và hôm nay chúng ta lại sẽ tiếp tục trung bình giá thì uh, chúng ta sẽ mua 100 đô BTC và 100 đô Ethereum Và đương nhiên cái thời điểm tốt nhất để trung bình giá đó chính là cái thời điểm giá đi xuống các bạn Tại vì khi mà giá tăng lên thì cùng một số tiền các bạn chỉ có thể mua được cái số lượng BTC ít hơn mà thôi Tại vì giá đã tăng rồi thì 100 đô chúng ta bây giờ chỉ có thể mua được là 0.0033 BTC submit. Rồi chúng ta cũng sẽ đi thu mua Ethereum Thì 100 đô chúng ta mua được là 0.048 Ether mức là 2095 đô cho một đồng Ethereum Và coi như chúng ta cũng đã trung bình giá thành công ngày hôm nay đây là cái trung bình giá của BTC và đây là cái trung bình giá của Ethereum và mỗi hai tuần thường cũng dành thời gian để mà chia sẻ cái cập nhật danh mục đầu tư crypto với các bạn đương nhiên đây là một cái update để các bạn theo dõi quá trình đầu tư mà thôi để các bạn có thể có thêm một góc nhìn khi mà thường chia sẻ một thông tin nào đó các bạn có thể biết được là thường đang lưu trữ đồng nào và một đồng ở trong danh mục này cũng không có phải là một đồng mà thường kêu gọi ai đầu tư hết mỗi người sẽ có mỗi nhận định đây chỉ là những đồng mà thuận đã đầu tư một thời gian và những đồng nào mà không có trong danh mục đầu tư này cũng không nghĩa là xấu các bạn chỉ là thời gian và tiền bạc thuận có hạn cho nên không thể nào đầu tư hết tất cả các đồng được đây đơn giản là một thông tin mà thôi tại vì rất nhiều bạn quan tâm đến và không phải là lời khuyên đầu tư vì mỗi người có mỗi vị thế thời gian và nhu cầu đầu tư khác nhau thì trước hết á, chúng ta hãy xem cái danh mục đầu tư crypto của thuận thì à, các bạn đã nhớ là thuận à, đã có một số lượng BTC tăng lên rất là nhanh sau khi mà có cái sự kiện của USDC đó. Các bạn đã nhớ là tăng từ 57% lên tới 70% và sau đó BTC giá tiếp tục tăng cao sau đó thì à, thuận cũng đã phải chốt lời để mà cân bằng lại với một đầu tư này à, và hiện bây giờ đó thì à, phần lớn các bạn thấy được là 67.64% thuận vẫn đang lưu trữ BTC và thật ra BTC vẫn là cái phần lớn mà thuận lưu trữ trong vòng bao nhiêu năm qua và đồng lớn thứ nhì thuận lưu trữ đó chính là Ethereum. 20.5%, đồng lớn thứ ba thằng lưu trữ đó là BNB 6.5%, đồng lớn kế tiếp thằng lưu trữ đó là Cardano 2.8%, rồi kế đó chúng ta có những đồng nhỏ hơn như là XRP thường lưu trữ là 0.8%. À, chúng ta có ma được thường lưu trữ là 0.6%, Dogecoin thường lưu trữ là 0.7% và Solana là 0.4% và còn cái phần trăm rất là nhỏ khác là 0.07% là những đồng nhỏ hơn các bạn nhưng mà cũng không đáng kể ở đây. Đây là cái danh mục đầu tư crypto của thời điểm hiện bây giờ ngày 15 tháng 4 và đương nhiên crypto là một phần trong tổng tài sản của thuận mà thôi nhưng mà vẫn là cái phần rất lớn các bạn. Đây là cập nhật tổng tài sản của Thuận thì 60% hiện bây giờ vẫn là crypto tiền mặt của Thuận là khoảng 14.3% các bạn nhớ là tiền mặt đã xuống tới mức thấp là 7.5% mà thôi thì đương nhiên nó đã làm cho Thuận không có cảm thấy an tâm cho nên Thuận muốn có phần tiền mặt lớn hơn và phần tiền mặt hiện bây giờ mức là khoảng 15% nên thì coi như cũng đã tạm ổn đối với Thuận rồi lúc nào cũng vậy các bạn Thuận muốn có một cái phần tiền mặt thì Thuận đầu tư cũng đã có nhiều may mắn trong dòng thời gian qua cho nên Thuận cũng đã có một cái số được tiền mặt mà cái số lượng tiền mặt này đó có thể đủ để cho thuận và gia đình sống cả đời này thì nghĩ là cũng không thành cái vấn đề đâu khi mà thuận đã để riêng số tiền mặt này rồi đó thì cái phần còn lại thuận mới có thể lạc quan để mà đầu tư mà không có nhiều sự, lo lắng lúc nào cũng vậy đó các bạn cũng cần phải tính tới rủi ro và nhất như mà nào mà có gia đình đó, thì các bạn cần phải tính tới cái chuyện là ổn định đời sống các bạn trước đừng có để cho các bạn bị những cái căng thẳng tại vì nếu như mà các bạn bị căng thẳng tài chính thì các bạn sẽ không thể đưa ra những quyết định tốt cho đầu tư được cho nên trước hết thì các bạn cần phải lo gia đình rồi mới tới chuyện đầu tư và đương nhiên đó là lý do sao mà thường luôn lưu trữ một số lượng tiền mặt rồi chúng ta cũng có một cái phần nhỏ hơn đó là đầu tư vào cổ phiếu thì có rất nhiều bạn thường thường đầu tư cổ phiếu nào thì thường để tên trên đây không phải là khuyên các bạn làm gì hết á, đây chỉ đơn giản là một cái câu hỏi thường nhận được rất nhiều cho nên thường muốn chia sẻ ở đây các bạn có thể thấy được thường đầu tư uh, phần lớn là đầu tư vào những cái quỹ index của Vanguard đây là những quỹ mà mua nhiều cổ phiếu cùng một lúc các bạn uh, để cho có một cái sự đa dạng hóa nhưng mà cổ phiếu riêng những công ty đó thì thường lưu trữ Tesla, Apple, Microsoft, Amazon, Costco, Target đây là những cái cổ phiếu mà thường lưu trữ và đây cũng là những nơi và những sản phẩm mà thường thường hay sử dụng thường thì có một cái suy nghĩ có thể là nó hơi ngộ một chút đối với nhiều bạn những cái cổ phiếu tư nhân đó, thì thường chỉ thích đầu tư những nơi nào mà thường mua sản phẩm hay là thường đi shop những nơi đó mà thôi tại vì thường nghĩ là nếu mình đã bỏ tiền ra để mà đi shop ở đó thì thường cũng muốn có một phần lợi nhuận các bạn giống như là thường đi vô siêu thị target mua đồ thì thường cũng biết ở à, mình tốn tiền ở target nhưng mà mình cũng có cổ phần ở đó thì coi như mình cũng tự đưa tiền cho mình một cái cách nào đó đó cũng có thể là một cái suy nghĩ nhiều bà con thấy ngộ nhưng mà thường thì cảm thấy là đầu tư vào những công ty mà thường thường hay sử dụng sản phẩm hay là tới đó shop thì người sẽ hiểu hơn và nếu như mà có gì đó không ổn thường có thể là định được khi mà thường xuyên shop ở những nơi đó còn phần lớn đó thì thường vẫn đầu tư những quỹ đầu tư indexes từ Vanguard à, còn một phần khác nữa là khoảng 21.8% là những tài sản khác trong đó có bất động sản hợp đồng đầu tư vân vân và đây là cập nhật đầu tư mới nhất của thuận muốn gửi đến cho các bạn và cuối cùng nữa thì thuận muốn dành một thời gian để mà chia sẻ về tình hình của Ethereum tại vì nhiều bạn muốn biết là hiện bây giờ đó có bao nhiêu ether đã được rút có bao nhiêu ether đang chờ được rút thì cho đến thời điểm ngày hôm nay đó các bạn thì được là có tổng cộng con số withdraw là 634.000 ether đã được rút rồi các bạn và chúng ta thì được là chúng ta có 235.000 ether nạp trở vô số rút bây giờ đó vẫn rất là cao các bạn 634.000 ether đi cho nó dễ nhưng cho giá ether bây giờ là khoảng 2.100 đô đi thì chúng ta thấy được là con số này là khoảng 1.3 tỷ đô la đã được rút. Con số đó không hề nhỏ nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là giá của Ether cho đến bây giờ thì không có sự thay đổi. Thậm chí đó chúng ta còn thấy Ether tăng lên sau khi có cập nhật sang 2 và chúng ta có 1.2 triệu Ether đang chờ đợi để được rút có nghĩa là khoảng chừng 2.5 tỷ À, đương nhiên mỗi ngày đó thì chỉ có một số lượng ấn định được rút mà thôi tại vì sẽ trả theo từng đợt à, mạng lưới cần phải có thời gian để mà xử lý. Thì nếu như các bạn cộng hai cái này lại đó là 2.5 tỷ so với lại cái số hồi nãy là khoảng 1.3 tỷ thì khoảng chừng là 3.8 tỷ đô la Ethereum sẽ được rút nhưng mà cái phần này đó, cái phần 2.5 tỷ này phải tốn một thời gian mới rút được. Thì con số đó không có nhỏ nhưng mà các bạn cũng đã nhớ đó là một phần lớn là khoảng 40% cỡ đó là đến từ sàn Kraken Họ cần phải rút tại vì họ không thể nào mà cung cấp dịch vụ staking nữa Cho nên khi họ rút là họ sẽ trả cho nhà đầu tư Thì những nhà đầu tư đó có thể đem đi chỗ khác để mà stake Cho nên một phần lớn khoảng chỉ là 40% thì không phải là tại vì người ta muốn rút ra để mà đem bán mà tại vì sàn Kraken cần phải rút ra theo quy định của SEC Còn phần còn lại đó thì thùng không có rõ hiện bây giờ Nhưng mà cho tới bây giờ chúng ta vẫn thấy được là giá Ether vẫn vẫn được và dựa theo classno đó thì họ ước tính nếu như mà chúng ta có số lượng là khoảng 1 5 triệu Ether bán trong tuần đầu tiên đó, đây là cái ước tính gọi là xấu nhất đến từ Classno thì có thể ảnh hưởng đến giá của Ethereum là khoảng 8.7% các bạn thì nếu như mà giá của Ethereum bây giờ đó là khoảng chừng 2.100 đô thì nếu chúng ta thấy cái sự ảnh hưởng đó là 8.7% như là Classno nói đi đương nhiên đây là khả năng xấu nhất chứ không ai nói là nó sẽ như vậy hết các bạn thì giá ether có thể trả về mức là khoảng 1917 đô thì cái mức này đó các bạn thì là không có cách xa lắm so với cái mức giá mà trước khi một cái nhiệt sang hai các bạn. Nhưng mà đây là trường hợp xấu nhất mà thôi, chúng ta biết là có nhiều ether được rút ra và đã rút ra rồi và đang chờ được rút ra nhưng mà cho tới bây giờ đó giá cả vẫn không bị ảnh hưởng và tổng cái số lượng stake bây giờ vẫn còn rất là cao các bạn. Chúng ta có tới 17.25 triệu ether vẫn đang stake hiện tại. Tổng số lượng stake chỉ giảm có 4.19% mà thôi. Và trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Như mình nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi. Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.